Kính thưa quý vị, thời tiết hôm nay có thể nói là cũng rất ủng hộ, tuy nhiên hơi nóng bức một chút, nhưng mà theo chương trình thì chúng ta cũng sắp sửa hoàn thành. Tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị đại biểu cũng như là quan khách đến dự hôm nay. Đình Bố Hạ sau khi được trùng tu và cũng được rất nhiều bà con quê ở Thổ Hà dành cái tình cảm, dành cái tấm lòng bồ đề, công đức, cung tiến. Và đặc biệt là đình Thổ Hà, đình tổ Thổ Hà là ngôi đình cổ mà có báu vật được nhà nước trao cho để làm lưu giữ những cái truyền thống về đình làng. Trong quá trình anh em chúng tôi tham gia, bà con ở khu vực Thổ Hà rất trân trọng và cũng có nhiều dịp đã về dự lễ hội, thăm đình và một cái chiếu võng mà được nhà nước chúng ta tôn vinh báu vật ra. Đấy là những cái nơi đình tổ mà nông dân Việt Nam chúng ta rất là trân trọng. Tôi xin được kính mời đoàn hàng giáp của đình Thổ Hà nên chụp ảnh lưu niệm với địa phương. Xin trân trọng kính mời các cụ. Tôi xin được kính mời ông Nguyễn Văn Cộng, Chủ tịch Ủy ban, cũng đã có dịp về dự cái ngày trao báu vật quốc gia. Xin lên tặng hoa cho đoàn hàng giáp. Tiếp theo chương trình chúng ta xin được kính mời như thế này. Kính mời là thứ nhất là dòng họ Vũ, thứ hai là dòng họ Dương, thứ ba là dòng họ Bành, thứ tư là dòng họ Phan, thứ năm là dòng họ Nguyễn và thứ sáu là một số đại biểu chúng ta lên tham dự cái lễ bắc căn cắt băng khánh thành hôm nay. Xin mời đồng chí Cộng. Xin mời các cụ ở đình Thổ Hà chúng ta ra chụp ảnh lưu niệm với chính quyền địa phương. Mời vào tham gia, mời thầy Trịnh. Xin mời các nghệ sĩ chụp cho một kiểu ảnh lưu niệm. Mời cô Tám vào chụp ảnh. Xin cảm ơn các cụ, xin mời các cụ chúng ta an toàn. Sau đây tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Cộng ở lại sân khấu. Và trân trọng kính mời đại diện cho họ Vũ, đại diện cho họ Dương, đại diện cho họ Phan, đại diện cho họ Nguyễn và một ông Nguyễn Văn Cộng và thầy Dương Văn Trịnh và đại diện cho họ Bành. Cậu đứng sau. Không biết ai. Xin mời họ Bành với họ Phan với lại họ Nguyễn và mời hai mời thầy Trịnh với lại chủ tịch đứng ở giữa. Xin mời đại diện cho họ Vũ. Gia đình nhà cụ Lý Tài ấy, đại diện cho một đại biểu ạ. Xin mời dòng họ Vũ tức là gia đình họ bà Lý Tài. Họ Dương tức là gia đình ông cụ Dương Phổ ấy. Xin mời các bạn nam nữ đều được cả. Xin trân trọng kính mời gia đình họ Vũ và gia đình họ Dương.
Dạ. Còn thiếu người nữa.